chú đã biết là do là gánh cho cái tiếng họ như vậy đó, những người bị hành căn đó, thì chú có cái cách nào mà để chỉ cho người ta hóa giải, cho người ta đừng có gánh cái hành căn người ta khổ quá. Đúng, tội nghiệp lắm, nhìn mấy người đó nhiều khi mình ghét họ. Mình ghét họ rồi không muốn gần họ, rồi muốn cho họ tiêu đời, rồi mất mẹ cho khỏe cho đời. Nhưng mà thật ra người đó tiêu trong kiến họ banh trơn. Nó gánh nguyên kiến họ cho nên nó chịu không nổi, người ta mới gọi là nghiệp. Vậy có cách nào hóa giải chú hướng dẫn giùm chứ? Thì ngày hôm qua chú nói gọn, chứ chú nói xa nữa thì nó không phạm phía nào, nhưng mà điều nó không hay lắm. Nhưng mà không có cái gì bằng tự nguyện, cũng giống như một nhành hoa mà đổ ra nhiều hoa mà tự kết trái có con số chứ không có kết 100 đủ. Đó. Thí dụ như ra tới 150 hoa mà kết có 80 mấy hoa à. Đó là tự. Thì giống như ngày qua chú nói trọn lòng, lòng trọn, trọn lòng, lòng trọn. Lòng lành, lành lòng. Đó. Này ha, giờ là mình chọn lòng, cái lòng mình chọn, mình làm những việc làm thì cái hành căn đó nó hết hả chú? Còn cái nữa chú nói cũng thực tế, đâu có xa vời đâu cháu. Mà chú không có nói vô vi xa nữa, cái vấn đề này chú phải nói ngay ngay nhân. Từ nhân ra ví là một con người, tôi cũng muốn nói ra một lời gì mà nó thơm tho. Tôi muốn nói ra một lời gì mà mọi người người ta nghe mà người ta rất là dễ chịu. Tôi muốn nói ra một lời gì mà mọi người họ nghe rồi mà họ không quyến luyến. Nó rất là dễ chịu mà người ta không quyến luyến. Nó lại lạ gì chứ. Thì giống như mặt trời hạ năng lượng xuống là để ban cho con người và vạn vật, chứ không phải đầu tiên là trời thấp là để ban cho loài người được trưởng, được vạn trường. Nhưng mà loài người không hiểu, nhưng vô tình vạn vật hấp thu rất nhạy bén, nhạy hơn con người rất xa. Cho nên cháu con còng cọc nó ngọc là con cá rồi, rất là vừa bụng. Nhưng con người có làm gì được không? Hai anh em nó thôi bây giờ mày ngồi đây đi, để mày anh tao em nó thôi, để tao anh tao lớn hơn mày, tao ngọc con cá này tao tặng cho mày, mày ăn có vừa bụng không, tao ngọc vô miệng á, rồi tao nhả ra mày mần mày kho coi mày ăn có vừa bụng mày không. Như vậy cho đến ngày nào đó. Như vậy đó, đây là không phải câu hỏi, không phải câu trả lời mà nó cũng bên vô vi. Vô vi nữa nè. Chú, thứ nhất là trong lòng của cháu chú là chú không có muốn là phá mộc. Rồi kế đó là gì? Chuyển mộc thành những cái thứ mà trở về mộc mộc. Cháu cũng không muốn. Thí dụ như gì nè, mộc tất cả loài mộc ra thành giấy, mà bên đây cái cây gòn, cái gòn ra thành giấy, mà cây gòn thường thường có khi nào người ta làm giấy mà giấy theo kiểu mà giấy thông dụng nhất không? Không bao giờ. Cùng lắm mới dùng cái cây gòn để mà làm giấy, mà giấy mà ngày trước, ngày đó cháu còn nhỏ cháu chưa biết đâu, học cái quyển tập học sinh mà chấm cái bình mật vô, chấm vô cái giấy bông gòn, cái giấy mà làm bằng gòn rồi nó lem thôi, đỡ không có cách nào đỡ được. Viết chữ mà không dám chấm nó nghe cháu, mà viết dở viết lên mà không chấm thì làm sao định sáu thanh của tiếng Việt, mà cháu chấm xuống cái nó lem mất có một vệt gì đó là giấy gòn tận cùng rồi nghe. Rồi cũng trở về rác, cho nên chú không có thích là phá mộc làm giấy rồi trở về rác, chú không thích. Cùng cực chẳng đã, những thứ tan vỏ nè đó. Rồi trái cây nè đó. Những gì bám trên thân bỏ xuống mẫu lãnh hết, còn những cái thứ chúng ta hưởng lộc rồi còn lại có phần rác bỏ xuống đất thì cũng đã đành, nhưng mà giấy nặng nha cháu. Dạ thưa chú, cũng như là chú có nói là chú không có học qua kinh sách hay là đạo giáo nào mà chú lại thông như vậy. Thì mỗi khi buổi tối nó có một vị nào đó để mà về để dạy cho chú về cái pháp vô vi nào hay không?
truyền, có gọi là giống như là trong đạo thì gọi là truyền cái tâm ấn cho chú á. Không không, cái này cháu nghĩ nó hơi kêu bằng nó hơi định ngoẵng một chút nha, như là nó quặn gì đó. Yeah. Thay vì mình nói quặn thì nó hơi nặng chứ nó hơi ngoẵng chút. Thì bây giờ là cháu cứ nghĩ gì, một ngày nào cháu thấy mà cháu nhìn lên bầu trời đó ha, chú không có tên tuổi gì hết trơn á. Yeah. Mà chú cũng không có gì, cứ gọi chú là chú. Yeah. Chú không có ai vô, mà chú không có ai ngự, chú không có phần gì hết, chú là chú. Yeah. Giống như ngay từ thở nhỏ lớn lên. Yeah. Hả? Còn bây giờ cháu muốn nghĩ xa hơn thì ban đêm cháu buồn, ban ngày cháu buồn và cháu nhìn mây, rồi sáng mà cháu muốn rực rỡ tiếng chim kêu trước ánh mặt trời thì đó, thì cháu nhìn tia nắng của trời mọc. Đó. Còn cháu muốn hoàng hôn, cháu một cái ngôi mồng của cháu, một đêm buồn hoặc một đêm vui, thì chiều chiều cháu ra cháu ngồi cháu nhìn vào mặt trời chiều. Dạ. Còn ban đêm á, thì không định ngày, từng trăng khuyết, từng trăng rằm, từng trăng nguyệt, từng trăng ngư. Đó. Thì cháu cứ việc buồn quá nhìn lên đó mà thôi. Ừ, sao bữa nay trăng như gì, sao bữa nay vì sao này lại đứng gần trăng mà mới có một giờ, sao chưa được tiếng rưỡi đồng hồ, vì sao này lại cách xa vần trăng khoảng như vậy, mà ở dưới này không có định đo gì được hết trơn mà thấy nó lạ kỳ. Dạ. Hoặc là hôm nay tôi nhìn vần trăng mà tôi vui vui chút xíu, tôi không có nhìn theo ngày mà tôi nhìn theo giờ giấc. Đó, giây phút đó, mới nhìn vầng trăng đây thấy vầng trăng lại có cái sắc màu quần, mà cái hình của giống như là cái hình của một chiếc lá mà nó bị khuyết một bên vậy đó. Rồi chưa được 5 giây sau đó, thì có một cái vần mây nó bay ngang, mà nó bay nó quận gì rồi mới bay đi chỗ khác. Đó, nhìn thấy lạ đó. Kể như vậy thôi, chú vô vi chứ không có tên, không có danh ngữ, không có ai ngữ phần. Dạ. Cứ nghĩ là chú ngay, chú sống ngay từ nhỏ cho đến bây giờ. Dạ. Đó. Còn muốn cháu muốn vô vi xa thì vậy đó, vậy đó. Dạ. Mỗi buổi bình minh nhìn tiếng chim kêu, ngự ánh ngự tiếng nắng mặt trời bình minh. Đó. Còn 12 giờ cháu không đủ sức đâu nghe cháu, chú thì đủ chứ cháu không đủ. Dạ. Cháu mà cháu nhìn bình minh dưới 6 giờ nghe, sức cháu yếu nghe, chứ nhìn 7 giờ là con mắt của cháu mạnh khó lắm mà. Dạ. Ừ, bình minh á. Còn hoàng hôn mà cháu nhìn trước 3 giờ đó, coi chừng nổ con mắt nghe cháu. Dạ. Sức yếu nổ con mắt à. Còn riêng chú là 12 giờ chú mà chú vẫn bình thường thôi. À. Ừ. Và chú nhìn chớ, và chú sẽ nhìn chân chân cho đến khi ánh, cho đến khi tia nắng quá màu. Dạ. Chú mới nghỉ nhìn. Vậy ha. Ừ. Là chú nhìn là không chớp mắt luôn hả chú? Ừ. Chú làm ơn cho con hỏi á, có những vị á, người ta nói là ta luyện ta nhìn lên trên mặt trời á, có đôi lúc người ta có thấy những cái chư vị ở trển á, nhưng mà chú nhìn lên như vậy chú có thấy vị nào trên đó? Ở đây cái câu hỏi này thì cũng không tạo tiền tạo bạc tạo lộc hoặc là tạo kinh sách kinh điển gì được bao giờ. Yeah. Ha, tại vì giống như mà ngày qua chú nói với hai cháu một lần là muốn cột một người thì cũng khó, đừng nói chi cái chuyện sắc màu. Yeah. Chú mới nói chuyện đây thì cháu đi về chú bước chỗ khác là hai người cột hai sao được cháu. Yeah. Phải không, chú nói chú chính là cháu. Ừ, kể như vô vi đi rồi cháu lỡ lắp dép lại không lẽ bắt tội cháu. Yeah. Ừ. Rồi cái nữa là đây mà nói trên một mặt trời là một vị. Yeah. Đó. Thì cũng không, cháu biết á, mặt trời nóng vừa gì nóng đến đổi mà nguyên một mẫu quả mà nóng đến đổi mà từ trên đó xuống đây là gần hay xa, theo cháu nghĩ gần hay xa? Dạ, xa. Rất gần. Dạ.
rất là gần, mà gần nhất luôn, gần nhất luôn, gần nhất hơn các vị sao luôn. Dạ sao lại gần chú hả? Gần để chi? Để phong vô những màn lá. Gần để chi? Gần để phong vô những cái chân lông của mỗi người. Gần để chi? Gần để phong năng lượng vô cho các loài sinh vật được gì? Được gì? Được màu. Cho nên cái con chim vịt đó cháu, nó ngọc, nó ngọc con cá đó rồi, thì cháu ăn con cá đó cháu thấy trong mình cháu vừa ý ngay. Còn cái bữa nay tôi mặn cá rô đổ đổ rồ rồ gì mang đổ cá mà ăn gà lại mổ mẹ tôi phan mày, tao mặn thịt mày ăn luôn à, tao quất cái rổ cá tao quất mày luôn à. Nhưng thật ra con người ta thường nói lú thì nó đúng rồi, không biết mẹ tao đang mặn cá mày, chẳng những mày mổ ngay, mày gan quá trời mày mổ cái mỏ mày ngay lử vào tao, mà mày còn mổ ở trong cá trong rổ tao nữa, tao phan mày què cái tao cắt cổ mày luôn. Vậy được gà và cá vô rổ chọn vậy khổ ha. Nhưng thật ra cái con cá mà ăn gà nó mỏ vô cái trong cái rổ của con nào thì cái con đó nó khác hẳn hoàn toàn. Khi cháu bắt con cá đó, cháu kho riêng nào đi, rồi cháu thấy con gà cái con cá đó cháu ăn nó vừa bụng cháu đó. Thì cũng giống như năng lượng mặt trời hạ xuống để chi? Vào da của người, vào tóc của người, để cho người được mạnh, để cho người được trường năng, rồi để cho vạn vật muôn loài được cái gì. Tại sao con rồi tới đây cho phép là chú nói thêm một phần để cháu mơ, hay là cháu ngân tiệt thì cháu còn hoặc là cháu không có muốn ngự thì cháu. Tôi là một con người, tôi cũng muốn nói ra một lời gì mà nó thơm tho. Tôi muốn nói ra một lời gì mà mọi người người ta nghe mà người ta rất là dễ chịu. Tôi muốn nói ra một lời gì mà mọi người họ nghe rồi mà họ không quyến luyến, nó rất là dễ chịu mà người ta không quyến luyến, nó lại lạ gì chứ. Thì giống như mặt trời hạ năng lượng xuống là để ban cho con người và vạn vật, chứ không phải đầu tiên là tại trời thấp là để ban cho loài người được trưởng, được vạn trường đó. Nhưng mà loài người không hiểu, nhưng vô tình vạn vật hấp thu rất nhạy bén, nhạy hơn con người rất xa. Cho nên cháu con cầm cọc nó ngọc con cá rồi rất là vừa bụng, nhưng con người có làm gì được không? Hai anh em nó thôi bây giờ mày ngồi đây đi, để mày anh tao em nó thôi, để tao anh tao lớn mày, tao ngọc con cá này tao tặng cho mày, mày ăn coi vừa bụng không, tao ngọc vô miệng á rồi tao nhả ra mày mần mày kho coi mày ăn coi vừa bụng mày không. Như vậy cho đến ngày nào đó như vậy đó. Đây là không phải câu hỏi, không phải câu trả lời, mà nó cũng bên vô vi. Vô vi nữa nha. Này ha, cái mặt trời hỏi nếu mà những người biết mình giúp thì nó dạ Nam Mô A Di Đà Phật. Chú làm ơn cho con hỏi, và Nam Mô A Di Đà Phật, chú làm ơn cho con hỏi là cũng như là cái đạo vô vi mà chú nói đó, thì con nghe anh Dũng vừa nói đó, đạo vô vi của Phật An Cần nói theo chí Thích Ca ngày trước, thì Đức Phật Thích Ca ngày xưa cũng đạo vô vi mà ngài thành Phật, thì ngài cũng quá độ chúng sanh để mà tu hiền. Thì bây giờ chú cũng tu bên đạo vô vi vậy đó, thì bây giờ khi nào mà chú hướng dẫn cho bà con người ta đi theo cái đạo vô vi để người ta tu hiền nghe chú. Dạ Nam Mô A Di Đà Phật. Ở bên vô vi như thế này nè cháu, vô vi nó giống như một bên phỏm bên phơm, giống như nãy vậy cháu. Phỏm là kêu bằng nó đa mà nó rất là lớn. Thay vì cháu nói bữa nay cháu ăn bữa cơm mà cháu muốn dành lại một cháu đang ước nguyện được được
không biết bao nhiêu bữa cơm ngon nữa, ngày mai bữa cơm ngon hơn nữa, hoặc kể như phỏng nữa đó. Thì bên cái phần đó không được đâu cháu, bởi vì chú bên vui chú đâu có đứng vào một cái vị nào ở đâu mà đứng ra mà mối đạo. Dạ. Người ta tự nguyện thì được. Dạ. Không lẽ người ta tự nguyện mà người ta phạm ngay chân chú, hoặc là người ta nghi ngờ, người ta phạm xa, phạm gần, phạm ngay, phạm trên, phạm dưới, rồi người ta tội, người ta chết hay sao? Dạ. Đó, như vậy mới là vô vi. Bằng không, người ta phạm mà nó vẫn bằng không, cho nên người ta không chết. Dạ. Người ta không tội, mà tùy theo cái cách ngưỡng của mỗi người, cái bằng ngưỡng ngoan đó mà họ nhận được cái phước lộc của họ. Ví dụ đạo Cao Đài thì người ta cũng có cách ngưỡng ngoan của họ khác, còn cái đạo Thiên Chúa người ta cũng có cách ngưỡng ngoan của họ khác. Yeah. Tùy theo cách ngưỡng ngoan của người ta mà người ta được đặng phần phước nhiều ít của mỗi đạo. Yeah. Đó. Còn lỡ lầm hoặc là cao thấp, gần xa, chạm ngay, chạm trên, chạm dưới, chạm cuối xua mà nó không tội mới là vô vi. Vậy chú đâu có dính đâu bên phía bên nào đâu, đúng không? Dạ, dạ. Chứ nó không chết người, chứ không thôi tội chết người làm sao đó. Dạ. Dạ chú uống nước cái gì chú hả? À, chú mời cháu hút thuốc đi. Dạ 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 chú. Bởi vì cháu cũng có phần quà đến chú không có vật gì để điển cho cháu. Dạ dạ, nam mô Đà Phật. Dạ. Dạ chú lấy thuốc hút ha. Nam mô Đà Phật. Dạ đây là bên trong phòng của chú nè chứ. Dạ. Dạ bên trong đồ cũng thấy để nhiều hả chú ha. Ừ, đây là cái phần rác cháu ơi. Ờ sao mà chú lại đem mấy cái vật dụng này vào bên trong là nhiều quá chứ. Tính là đồ bể với đồ rác không à, cái đồ nguyên thì không có cháu. Dạ. Có chứ nhìn nó đa số đồ rác với đồ bể không à. Dạ. Đồ nguyên thì dạ, chú nhưng không mà... có thậm chí tiền thì nhiều khi chú cũng không có kiểm tới kiểm lui. Dạ. Giống như người ta nữa. Nhưng mà có thấy nhiều lá cây quá chú ha. Chú thích lá lắm. Dạ. Lá này lá kia cũng như là nó nhẹ thở, tối ngủ nhẹ thở. À, thở nó nhẹ hiều hà. Nhà chú đem lá cây vô trong phòng mình nhiều ha. Đúng, rất nhẹ. Dạ, dạ chú cứ hút thuốc tự nhiên đi chú, con với cho bú bỏ thuốc lâu rồi. Chú, cháu mời là chú nha. Dạ, 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 dạ chú cứ tự nhiên ha. Ừ. Dạ, chú cứ tự nhiên con cho bú. Dạ, 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 cảm ơn chú. Dạ, dạ, dạ. Để con mời chú đi thuốc nha. Dạ. Để chú quẹt hai cái mới được con. Hai cái kết hợp. Lấy hai cái kết hợp. Hả? Chú mồi đi. Ừ, cháu hút đi. Vậy thôi, không con không hút. Con bỏ rồi. Rồi thế à. Rồi con xin kính mời chú nha, con xin kính mời chú ạ. À. Dạ Nam Mô Đà Phật mẹ chú. Con dạ. Còn một cái câu mãi nãy chú trả lời chưa có được chọn, tại vì mà mình cũng nhận cái lời hỏi của người. Dạ. Mà chú trả lời chưa có được chọn thì chú trả lời cho nó chót luôn. Dạ dạ. Chú bằng thương cho chót, gọt cho tròn nha con. Dạ dạ. Thì mới nãy cháu có hỏi là cái câu mà chú mới nhớ này, chú hơi lật thấy à. Dạ dạ. Chú cứ từ từ nhớ lại cái câu gì này chú muốn hỏi chú. Dạ. Chú vậy thì bây giờ chú làm hỏi là một cái người con khi mà được cha mẹ nuôi nấng lớn lên trưởng thành rồi đó, mà mình không có lo lại được cho cha mẹ đó, làm cha mẹ phiền lòng buồn lòng gì như vậy, mình có tội nhiều hay không chú? Dạ Nam Mô A Di Đà Phật. Cái này á, là cái băn khoăn của cháu, rồi là một người làm con cũng khổ lắm mà cháu. Dạ. Là một cái vị làm con rất khổ. Nhưng mà cháu biết á, là mỗi một cái con người nó đều có một cái, đây là một cái căn do chứ không phải là nhân do. Dạ. Cái căn do. Cái căn do mà chú cũng có một cái căn do. Dạ.
chú cũng có một cái căn do, cũng như ngày hôm qua chú cho thấy cái đòn gánh đó, cháu thấy khổ không? Cái đòn gánh đó nó đau dữ lắm chứ không phải thường, mà đâu phải gánh ít đâu, đau dữ dằn lắm, đau mỗi ngày mỗi giờ mỗi tí mỗi giây, nó dùng hai từ thao thác chứ nó nặng dữ dội lắm. Đây là căn do của cháu mà một người con rất khổ, đứng phía nào cũng kẹp một bên vợ, bên chồng, bên con, còn bên kêu cháu kêu gì, bên quay lại bà mẹ, bên quay lại ông cha, quay lên bên quay lại liền đám dỗ ông nội ông cố. Dạ thưa chú, như hiện nay chú như vậy thì con cũng được biết là con cũng nghe nói là hai cái từ hành căn, mà không biết là ý nghĩa của hai từ hành căn là như thế nào hả chú em? Hành căn là cái chuyện đó là do người ta đặt vậy thôi, chứ đâu có ai mà giống như một cái lời lẽ mà nó không được phỏng lắm vậy, giống như mà cái chuyện cái ly mà nó không được tròn, mà người ta bảo rằng cái ly không được tròn là ly nắng không khéo vậy thôi chứ có gì đâu. Chứ đâu phải hành căn cháu. Chú gì là... kêu bằng cái đó là nghiệp căn là đúng nhất chứ không phải hành căn. Nghiệp căn là sao chú, hay chú giải cho con nghe chú. Nghiệp căn là thí dụ như hồi trước đó, ông bà cha mẹ của chúng tôi đó là có làm những cái nghiệp đó. Đó. Mà nghiệp đó chưa phải là nợ, chưa phải là lời, chưa phải là phước, chưa định đâu là được. Chứ gọi là nghiệp. Chứ không phải là nói là nghiệp đây là xấu. Chưa phải là lời, chưa phải là phước, chưa phải là nợ. Cho phải mà gọi chung là nghiệp. Thí dụ là gia đình người đó có một cái người tật nguyền. Nghiệp. Nhưng mà vô tình thấy tật nguyền, thấy ghét nó, đem giết nó bỏ, nguyên gia đình coi chừng ít mà còn sót được à. Tại vì cái đứa đó nó mang nghiệp mà nó gánh cho cả một gia đình. Đó. Đừng cho nó là xấu tội nghiệp nó. Đó mới gọi là quả nghiệp. Cái đứa này sao mà nó làm thì không có như ý tôi gì hết trơn, mà nó nói chuyện nhiều khi cũng đớt nữa, rồi có khi thì nó ngọng, có khi thì nó hết ngọng, nó đớt đớt, nó không vừa ý tôi gì hết trơn á. Tôi không muốn gần nó, mặc dù nó là con tôi trong gia đình, nhưng thật ra đó là nghiệp mà nó đứng ra nó gánh nguyên một gia đình, hoặc là có thể nhầm đứa mà nó nặng nghiệp, nó gánh nguyên một họ luôn nữa, làm cho họ không bị chết, không bị mà lỡ mà có chiến tranh, hoặc là lỡ có những cái gì ngoại muốn đó, nó đứng nó đỡ đó. Kêu bằng nhìn nó thấy không có ưa được. Nó nói chuyện thì có khi đớt, rồi có khi nó đã đỡ hơn câm điếc một chút vậy đó. Đó, nó gánh nguyên một họ, nhầm đứa nó nặng quá nặng, nó gánh nguyên một họ. Phá họ của nó cũng hơi khó. Đó. Như vậy thì chú có thể giải cho con nghĩa cái danh từ mà hành căn á chú, là như thế nào gọi là hành căn? Không có hành căn cháu, mới nãy chú có nói rồi, không có hành căn. Còn chú nhiều khi cái từ danh ngữ của cháu hơi lấp vấp một chút, cái gì thấy mấy người bị hành đó. Cháu cho là mấy người bị hành căn đó đúng không? Mấy người đó kiểu bằng gì biết không? Sao chú? Giống như là bị quất ớt, giống như mà cháu nuôi con chó mà cháu lỡ giận nó quá trời, chú thương, ngày thường chú thương chó dữ lắm, mà bữa đó con chó nó làm gì, hoặc là chú đi bận vợ con quá trời, chứ hai vai của cháu gánh quá trời nặng trong họ rồi, vợ con cháu búa xua quay qua vỗ quải búa xua, lỗi phải về nhà bực, gặp chó bực, vô tình lấy cây quện con chó một cái, con chó nó kêu có quẳng, con chó mang tật. Thì giống như là một cái người hành căn vậy đó, họ bị uất ức. Họ bị uất ức một cái chuyện gì, nghiệp lực ở trong họ, đạo của mình không ngoài.
Đó, trong cái họ gánh kiến họ, ta gọi là kiến họ chứ gánh họ thì không đúng. Kiến họ. Kiến họ. Yeah. Mà thời trước do người lớn kiến. Đó. Còn gánh họ là khác. Yeah, gánh họ là khác nữa. Cái mấy người hành căn đó là do nghiệp trong kiến họ, mà do tầng lớp họ trước, đời trước kiến, đời này gặp gánh ức. Cái người gánh đó là cái người đang hành căn đó là cái mình gánh ức. Yeah. giống như là cái câu chuyện mà cháu đi phải quấy búa xua, bữa nay cháu rối quá trời rối, về nhà gặp con chó nó làm tôi hơi bực bực, cái nữa tôi vô tình luôn, nó cay tôi quệt nó cái, nó mang tật nó ức gì đó vậy đó. Đó là vậy cháu, người ta không có biết cái từ nào hơn nữa, người ta mới dùng cái từ hành căn. Hành căn. Yeah. Tại chú Long cho hỏi sao mà chú biết cái định nghĩa này hay vậy, chứ trước giờ con nghe nói hành căn không mà chú giải rồi bữa nay mới biết được là nghiệp căn ha. Trong cái kiến họ mà đời trước ta đã tạo đó. Yeah. Đây nè, đó ở đây là chú đã vô vi thì chú thấy cái gì cháu cứ thấy, cái không biết đâu là đúng đâu là sai. Yeah. Mà có hai cháu cứ nhìn thấy vào cái thực tiễn trước hiển thị của hai cháu. Yeah. Mà kết quả có thật đó là đó. Yeah. Đó ở trên xóm này có con so trên này nè, đó con bà Hai Lạc đó. Nhớ luôn ha. Có lúc thì đi có chồng rồi nha. Yeah. Mà có lúc đi tới đi ngang cửa ngõ, cái cặp mắt thì ớn dữ lắm nghe, mà cái miệng mà không dính vào đâu hết trơn, mà nhìn nó thấy sợ muốn gần chết không dám lại gần. Dạ dạ. Nó mà lúc nặng càng sợ hơn nữa, mà đôi lúc á thì nó trời bữa nay đi nhìn muốn hỏi tôi gì à, thấy bình thường không có gì. Như vậy có phải là kiến của đời trước mà ngày nay họ bị ức, mà người ta không có biết cái danh ngữ nào để gọi là, người ta mới lấy cái danh ngữ hành căn người ta dùng. Nam mô A Di Đà Phật, chú giải thích quá hay, nhưng mà con nhờ chú á, chú đã biết là do là gánh cho cái kiến họ như vậy đó. Những người bị hành căn đó thì chú có cái cách nào mà để chỉ cho người ta quá giải, cho người ta đừng có gánh không, cái hành căn người ta khổ quá. Đúng, tội nghiệp lắm, nhìn mấy người đó nhiều khi mình ghét họ. Yeah. Mình ghét họ rồi không muốn gần họ, rồi muốn cho họ tiêu đời, mất mẹ cho khỏe cho đời. Yeah. Nhưng mà thật ra người đó tiêu trong kiến họ banh trơn. Yeah. Nó gánh nguyên kiến họ cho nên nó chịu không nổi, người ta mới gọi là nghiệp. Yeah. Vậy có cách nào quá giải chú hướng dẫn giùm chứ? Thì ngày hôm qua chú nói gọn, chứ chú nói xa nữa thì nó không phạm phía nào, nhưng mà điều nó không hay lắm. Nhưng mà không có cái gì bằng tự nguyện, cũng giống như một nhành hoa mà đổ ra nhiều hoa mà tự kết trái có một số chứ không có kết 100 đủ. Dạ. Thí dụ như ra tới 150 hoa mà kết có 80 mấy hoa à. Dạ. Đó là tự. Dạ. Thì giống như ngày hôm qua chú nói trọn lòng, lòng trọn, trọn lòng, lòng trọn. Dạ. Lòng lành, lành lòng. Đó. Hay ha, là mình chọn lòng, cái lòng mình chọn, mình làm những việc làm thì cái hành căn đó nó hết hả chú? Còn cái nữa chú nói cũng thực tế, đâu có xa vời đâu cháu. Yeah. Mà chú không có nói vô vi xa nữa, cái vấn đề này chú phải nói ngay nhân. Yeah. Từ nhân ra vi trở vào nhân. Yeah. Đó. Thì đây chú nói bây giờ ông Nam Triền bữa nay ông ghé đây, tôi lù đù á làm sao, tôi muốn bình yên, ông cũng moi moi tôi làm chi, tôi bực quá trời bực hà. Ông ghé ông nói thôi ông có tiền cho mượn 2 triệu, tôi nói trời ơi tôi, ông thấy là tôi làm không có được tiền thôi, thôi ông cũng vui buồn cùng tôi giây phút. Mà ông biết làm sao tôi không làm được tiền, tôi ghét ngay chân chỗ này nè, là ngay chân chỗ mà tôi làm được tiền, mỗi lần tôi đi ra chợ tôi mua thì tôi mua rất là lệch, còn tôi bán ít có ai lệch với tôi quá à. Nói xa hơn cái cháu hơi khó hiểu, cho nói lịch gần đi. Yeah. Lúc tôi bán ít ai lợi lịch với tôi hết trơn, mà tôi đi mua thì 100 người tôi lịch đủ 100, không có sót người nào hết chứ. Còn tôi đi bán được đồng tiền thì kêu bằng 100 người, tối đa là lịch được chú 2 người, rồi người thứ ba hơi lệch một chút vậy hả. Yeah.
là mà cái lịch như thế nào. Thôi thôi, anh chị mua bán với tôi cái số anh lời 10 đồng, anh lời có 1 phân, 10 lời 1 phân. Mà anh thối tiền tôi qua lợi dư đôi 30 ngàn, đừng nói chi 5-3 ngàn lẻ, thôi thối làm chi lấy xài. Cô chị, chú anh chị mặc dù mua bán như thế cảnh nào không biết, nhưng đối tôi vậy lấy xài rồi khỏi thối. Đó. Quay lại phần đó đó. Có khi cháu cầm tiền cho mà mắc nạn nghe cháu. Vậy cháu hiểu tới đó không? Dạ, vừa hiểu chú. Dạ, chú giải luôn chú. Cho mà lại mắc nạn. Ngộ vậy đó hả? Mình cho người ta có phước chứ sao cho mắc nạn hết chú. Biết là phước nhưng mà nạn lia chia, mà cái nạn giống như nạn đòn gánh vậy đó. Vậy đó, cháu đủ sức gánh thì cháu làm, cháu không đủ sức gánh thì thôi. Thí dụ một hai cái anh đánh võ đài mà anh đánh ở trên có bao tay đàng hoàng. Mà anh đánh cái sức anh kia chịu nổi, cái sức anh này chịu không nổi, anh nhào xuống cái sân luôn. Đó là đòn gánh. Đau nghe con, đau nghe cháu. Yeah. Rất đau. Cho làm ơn mà lại mắc quán. Đó. Yeah. Nó vậy. Dạ thưa chú. Nãy giờ chú giải thì con cũng hiểu được một phần nào về cái phần của chú hiện nay. Thì có phải là hiện nay là chú đang gánh giùm cho kiến họ không? Chú không nói cái vô vi, chú không được chỉ chỗ nào hết trơn cháu. Nhưng mà cái lộc ở đâu thì về ngay đấy hả? Thí dụ bữa nay tôi gần với ông này, hoặc là tôi không gần, tôi ở nhà tôi mua, tôi biết ngày nào tôi thấy được, mà sao bây giờ tôi nghĩ cái chuyện lành sao lành tới tôi hoài vậy đó. Đúng. Dạ. Yeah. Tại vì nếu mà chú gánh cho kiến họ thì cũng phải có một thời gian rồi đó, thì mình cũng phải bỏ cái gánh đó xuống chứ mình đâu gánh hoài được. Thí dụ như anh gánh một cái đòn nước hoặc đôi hai anh em đi ngoài đường đó. Đừng nói chi hai anh em nha. Dạ. Ở đây là nói với mọi loài người, nhân loại với nhau thôi. Thôi mày, tao thấy mày tưới một cái đâm bắp này mà mày gánh, kêu bằng mày gánh hết ngày tháng này qua ngày tháng nọ, rồi hết công bắp này tới công bắp nọ đó. Rồi năm nay cũng bắp, năm tới cũng bắp, rồi tới dạng dạng thiên thiên sao cũng gánh tới công bắp đó, mà không ai vô gánh đúng giống vậy chứ, rồi làm sao? Dạ. Đúng mà phải đúng giống vậy trở lên nó chứ thấp không được, từ đó trở lên. Cho nên cháu mà muốn hỏi về nhân văn của chú thì chú đâu nói được. Ngày chú nhắc lại chuyện nãy đó. Dạ. Đêm buồn cháu ra cháu nghĩnh về trăng. Dạ. Hôm nay trăng nguyệt gà, mốt rồi thì trăng mỏ chim, mớ bữa nọ thì trăng con quệt. Dạ. Bữa nọ thì trăng chiếc lá bồ đề, bữa kia thì trăng chiếc lá ngọ. Cháu thấy lá ngọ chưa? Dạ chưa. Đây là trong cái phái lá ngọ, chú thẳng chú phân vi cho thầy cho biết luôn. Cái lá ngọ, cái chánh thức của lá ngọ là cái ngọ kêu bằng ngọ gai chứ không phải ngọ rí, mà cái văn hóa Việt Nam đặt là ngò rí. Còn cái ngọ tây á, mà kêu bằng cái đó là cái cánh, cái ngọ tây đó là kêu ngọ tây chứ không phải ngọ tây. Rồi nói tại sao tôi làm chuyện đó nó không linh, mà ông này ông lấy ngò tay ông cấy vô trên chỗ đó mà sao hiệu quả quá trời. Con tôi gọi ngò tay không à, nhưng thật ra đó là ngò tay. Ngò tay ha. Bữa nay mới hiểu thêm một từ nữa. Yeah. Ngò rí ngò tay nè đó, là hai thứ. Rồi còn một bên kia còn trái đầu ngọ. Yeah. Đó là cái quả của ba ngọ. Hai ngọ, một ngọ rí ngọ tây với một bên là trái đầu ngọ, là nó tổng hai bên. Yeah. Tả hữu. Yeah. Một bên tả một bên hữu, còn trái đầu ngọ là tổng của quả hữu. Yeah. Chứ không thôi con người làm mà lỡ tội lỗi quá trời nhiều, banh đầu ngọ là banh đầu người đó. Yeah.
cho nên người ta có cái trái đầu ngọ để người ta tổng tả hữu ngũ quả. Yeah. Chứ không thôi cháy banh người hết trơn à. Yeah. Làm tội lỗi một chút cháy, tội lỗi một chút cháy sao sống. Dạ, cảm ơn chú đã giải thích thêm một cái danh từ mới nghe cũng rất là lạ. Nãy giờ mình kêu là ngò này ngò kia không, mà chú lại dùng ngọ ha. Dạ. Dạ. Dạ thưa chú.